Wow, nhảy luôn chứ không? Nhảy với cô ông đại đoạn nè. Dạ, con xúc của mẹ cô. Trời, cô hay quá. Trời, cô bán cái gì đâu, cô bán cái gì? Dạ. Cô có bán gì không? Cũng đồng luôn mà làm hả? Vậy hả? Bán khô hả? Ủa, cô bán vé số hả? Dạ. Thôi. Bán vé số hả? Dạ, dạ. Cô rất là xin tay nha. Chụp hình đi. Chụp hình, dạ, con đang quay. Đang quay á cô, đang quay á. Có gì chút xíu nữa con lại. Ôi. Hello cả nhà, thì ngày hôm nay Sơn Hà Lai sẽ tập tiếp theo, sau đó là quay ở chợ Hòa Bình. Chợ Hòa Bình. Bây giờ Sơn Hà Lai sẽ đi kiếm con Vivi, nghe nói nó ở đây nè. Ủa, nhưng mà hôm nay Chế đi đâu đẹp quá vậy? Hôm nay hả? Hôm nay Chế đi chợ. Trời ơi, sao Chế cao đi... vậy? Trời đây là mang người mẫu đi chợ nha. Tao tưởng là tao mang cái thang trong người luôn. Thôi ai đó. Cũng nhìn Chế kìa. Ủa? Đó, mọi người. Hello cả nhà, thì bây giờ Sơn Hà Lai sẽ đi tìm con Vivi nha. Kìa. Ủa, nó đâu rồi ta? Nó ở chợ này nè. Chợ này á. Trời ơi, có kìa. Ủa má. Vi bán cá nè. Ủa, bà đang làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi, bữa nay con Vivi nó đi bán rau cổ cả nhà ơi. Đây là ở đây ở chợ Hòa Bình nha mọi người ơi. Sao đi mua rau mà trang điểm đậm quá vậy má? Giống hai giống hai cải lương quá vậy. Đó, nó chỉ là cái bà coi kìa, bà cũng vậy thôi. Ủa, mặt mộng đơn giản mà. Ý là bà ở gần đây hả? Rau quá hả? Trời ơi. Hôm nay cả nhà ơi, Vivi nó đi ra chợ nó bán rau nè cả nhà ơi. Nói chơi đấy là tiệm người quen của Vivi. Ê, đúng rồi, tiệm người quen. Nó nghe nè, biết sao không? Cái mặt bà giống trái củ qua quá à. Không, mặt giống trái bí đao quá chứ. Bà lấy củ xe như này. Không, má. Chọn chị á. Thì hello cả nhà. Hello cả nhà. Thì nói chung là tiệm người quen của Vivi nha. Quen có giảm giá không? Quen có giảm giá. Kìa, kêu anh trai giảm giá đi. Quen có giảm giá không? Rồi. Bán đồ đủ nước ăn nè, mặt ở đây gì nè, về dịch cuối vậy. Mọi người Vivi lát bị chửi nữa. Cả nhà ơi, thì hôm nay thì Sơn Hà Lai cùng với Vivi ra ngoài chợ Hòa Bình náo loạn nghe. Ủa, bà ở trong đây á hả? Hả? Bà ở trong hẻm này hả? Hay là ở đâu? À, tôi ở trú ở trên chân trời, đường xa tiếp người chơi. Ủa vậy hả? Trời ơi, hay quá vậy má. Ở trên xuống, mới trên xuống. Bữa nay làm cái mặt sâu hú hồn vậy? Không có, mà tự nhiên mà không đánh đời luôn, nó rất là tự nhiên. Hôm nay tự nhiên để làm ơi. Ê, hôm nay giờ bà sẽ cho tôi thử thách catwalk ngoài chợ được không? Rồi, được nha chứ. Từ từ nha mọi người. Ở đây là tiệm người quen của mình, hỏi ai cũng mua ủng hộ cho mọi người. Ủa. Hello cả nhà, thì hiện tại là người quen của Vivi ở chợ Hòa Bình, ngay chỗ chợ cá phải không? Đúng rồi. Đó, thì ra đây họ hỏi ai hay tên gì? Tên gì, tên gì? Tên Bảo. À, chỉ cần ra đây gặp ngay Bảo bóng, ngay chỗ cửa chị hàng chị luôn hay sao? Sản phẩm là sẽ thấy nha, là chị em đó. Chị em luôn. Đó. Thế là chương trình là cách quốc ngoài chợ Hòa Bình. Kìa. Còn bây giờ chứng động vô Bình luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi cách quốc theo bước chân của Chế Sơn. Ủa, cảm ơn nha. Bảo. Ủa. Rồi bây giờ á. Dạ. Dạ. Con quýt hả Trang? Trời ơi. Hay quá. Trời ơi. Chế ơi, coi chừng đụng rau người tao nha. Chế coi chừng gớt bộ rau của Trang. Xui vậy trời. Ủa, rau thiệt mà đâu có gớt đâu. Wow, nhảy luôn chứ không? Nhảy với cô ông đại đoạn nè. Nhà. Dạ, con xúc của mẹ cô. Trời ơi, cô hay quá. Trời ơi, cô bán cái gì đâu, cô bán cái gì? Dạ. Cô có bán gì không? Cũng đồng luôn mà làm hả? Vậy hả? Bán khô hả? Ủa, cô bán vé số hả? Dạ. Rồi. Bán vé số thank hả? Thank you. Dạ, dạ. Cô okay. Rất là xin tay nha. Chụp hình đi. Chụp hình, dạ, con đang quay. Đang quay á cô, dạ. Đang quay á, có gì chút xíu nữa con lại. Ôi. Đang quay mà. À, dạ đúng rồi. Ôi, con đang hay quay quá cô ơi. Dạ. Không mà cô phải nhảy mới chụp hình được. Dạ. Nhảy. Con nhảy thì nhảy là bà đà. Ôm nhảy được rồi. Dạ. Ok. Cô nhảy đi, cô nhảy đi. Rồi, cô đứng nha, chụp hình này mai lấy nha cô. Anh đứng chụp hình. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Gái thiệt á cô. Gái thiệt á. Gái, gái nãy giờ con gái mà. Con gái mà. Không, con gái không phải con trai. Em yêu. Em yêu. Em yêu bỏ chạy luôn rồi. Ủa. Thì bây giờ Sơn Hà Lai sẽ nhẹ nhàng cách quốc đường chợ nha, bắt đầu nha. Tối bà cách quốc được không? Được. Nè, bây giờ chị cho em mượn cái bưởi, các em đội đầu được không chị? Đó, thì bây giờ Sơn Hà Lai sẽ thử thách đội cái bưởi trên đầu nha cả nhà ơi. Được không chế? Được không? Ổn không chế ơi? Trời ơi. Trời ơi, một màn trình diễn đến từ chế Sơn Hà Lai. Đó là để trái bưởi trên đầu. Đó. Quá đỉnh luôn. Trời ơi, hay quá chế ơi. Kìa,
Trời ơi, đi luôn, người ta chốt. Tỉnh quá. Em mua trái bưởi này của chị. Chị cân đi, em mua trái bưởi này cho chị. Rồi, nhiêu giá đây chị? 25 ngàn. Okay, 25 ngàn nè, 25 ngàn nè chứ. Để Khai Lai trả cho, Khai Lai có tiền lẻ nè. Để làm trả đi. Sao vậy? Đó. Lát nữa Bibi sẽ gọt trái bưởi, mình sẽ vui vẻ luôn. Nó ăn giảm cân luôn á. Ý, mô phạt à, đúng không? Đó, đúng rồi, thì bây giờ em mua em trái nó vô đây luôn đi cho nó vừa. Sao vậy không? Một trái thôi. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị. Ok, thank you, cảm ơn chị. Đó là hồi nãy là phần thử thách trái bưởi. Chút xíu nữa đây chắc thế nào Lâm cũng mua nguyên trái sầu riêng. À, sầu riêng là để đầu Bibi á. Sầu riêng là để trên đầu cho bà đó, bà hiểu không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đâu nữa? Đi ăn chè. Ở đâu lận? Bên này nè. Trời ok. Hello cả nhà, thì ngày hôm nay Sơn Khai Lai từ Thủ Đức bay lên trên này nè, sẽ được Quy Quy dẫn cho đi ăn chè nha. Mà chè đó ngon không vậy? Chè ăn gì? Chè xong một lát Quy sẽ bật mí cho mọi người là Sơn Khai Lai là một nhân vật cũng là hot luôn cho mọi người nha. Ôi đi ok. Quay ở chợ Hồ Thị Kỷ cho mọi người. Đó nha. Cả nhà mình xem mình qua kênh Vivi nha. Vivi cái viên chiên. Vivi cái viên chiên. Bây giờ là kênh của Lâm Avan cho mọi người. Ê, đó. Trước tiên mình đi ăn chè, bà gỡ cái mặt nạ ra được không? Ai kiếm kìa? Anh kiếm kìa. Kiếm ai cái này hả? Anh chê rồi nè, chạy về kìa. Cô, con gái á, cô thấy đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Con gái thiệt á. Đẹp ha. Đẹp ha. Mới chuyển giới về, mới đi Thái Lan về á. Đẹp và đẹp ha. Cảm ơn cô nha. Dạ, người mẫu Siblet á. Ủa sao bữa nay bà nói có chè? Người mẫu Siblet đi đâu rồi? Ủa, bữa nay hết chè cả nhà ơi, buồn quá. Hết chè luôn rồi. Chị giờ sao? Giờ ăn gì ta? Ăn bò bía không? Thôi, giờ thôi mình đi qua chợ Hồ Chí Kỷ đi. Có nhiều món. Chưa mà, cái này mình mình đi bên kia có bán nha. Đi qua phía bên chợ cá. Đây mình đi kiếm chè bên này nè. Bên nào? Bên đi xuống vòng lên á, đi xuống cái chỗ cái nãy ngã tư á mình vòng lên. Đẹp quá cô ha. Đẹp quá cô ha, xuất sắc cô ha. Xuất sắc luôn á. À, có con trai. Cái này là người mẫu đó cô. Người mẫu Nam Phi mới về. Cô có con trai không? Cô gả cho chị này đi. Con trai cô hôm bữa đó. Dạ. Ai vậy, chồng bà đó hả? Nó nhỏ đó. Dạ. Dạ, con chào cô. Thì bữa nhỏ nhỏ đó, nó chữa con gì đó. Hả? Con biết trai cô không? Ai? Con trai cô bữa nó chữa con gì đó. Ai? Bữa chở. Lúc đầu chữa về nhà cho đấy. Hôm bữa chở chứ về đó. Cái này. Con nào ta? Chứ không nhớ hả? Con nước số 2 đó. Vậy hả? Con chở con về hả? Rồi nhớ chết liền á. Con trai cô. Mà cô có chịu không? Cô có chịu không? Chịu hả? Trời ơi. Chế có chịu làm dâu cô. Ủa vậy là con trai cô chở con về hả? Con chịu không? Dạ. Trời ơi, ốp bò luôn kìa. Hay quá. Hay ghê chị. Đó là bữa nào sức khỏe con gọi điện thoại nha. Dạ, chúc sức khỏe con. Cảm ơn con. Rồi chị Sương. Chị Sương ra đây là có người đã đặt trước rồi nha. Đặt trước rồi, đặt cọc trước rồi đó. Đặt cọc trước rồi đó. Mặt men quá à. Ôi là trời, thiệt. Muốn đội quần chứ mày thiệt á Huy. Mẫu Đam Phi mới về chị. Dạ. Mới đi Thái Lan về đó chị. Dạ. Ôi trời, chồng chị phải không? Hồi nãy em đậu ngay đây nè, chị nhớ không? Đi chiếc 67 đó. Hồi nãy không có đẹp như vậy giờ. Hồi nãy tại em chùm hết trơn. Em đi quay YouTube. Dạ lát tụi em quay lại. À, thì bây giờ cả nhà cũng đã biết thì ngày hôm nay Sơn Khai Lai rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Đơn giản quá ha. Thì cả nhà cũng đã biết là tính của tôi thì không có xích sự cầu kỳ. Đó. Đơn giản càng đơn giản vì mình mắc cấp quá trời luôn mọi người. Càng đơn giản là càng đẹp nha cả nhà ơi. Ê, cũng may là không rất có. Rất là đơn giản nha. Chứ chỉ mang một cái áo vàng và một quần thôi. Ủa? Đó. Ủa bây giờ đi mua cái gì nè? Mình đi ăn cái gì đi? Mình đi qua đây ăn nè, chè bên này bà có bán nè, phải không Bibi? Bibi kiếm đi. Thì nó có hay có bán chè ở đây đâu. Chỉ có chỗ đó bán chè thôi à. Chỗ nào? Chỗ nãy mới dẹp rồi. Vậy hả? Ta. Nơi này có bán đồ. Dạ. Ơi. Ai kêu vậy Phi? Cô này kêu nè. Cô này kêu chết đói nè. Cô. Dạ má kêu con. Dạ con ở đâu rồi con? Dạ, dạ ở Thủ Đức lần. Dạ ở Thủ Đức hôm nay con xuống đây chơi phải không? Dạ đúng rồi. Con ờ, công nhận quá thời trang xuất sắc trong gia đình nữ. Ờ. Quá gái nó má con má kêu con rồi. Thôi đừng quay má. Sao vậy? Má công á. Dạ. Kéo con dây lên làm chuyện nút mí cả chưa? Trời ơi. Anh ơi. Dạ. Ờ cái tướng con đã quá. Má băng gà hả? Má băng gà.
tướng con gì mà chồng con nó chết không á. Vậy hả? Ừ, con, cái hàng... con giận cái con đánh nó chết không. Giải hàng bự quá lấy ra đập nó. Xui vậy trời. Xui vậy. Xui cái nái hả? Xui cái nái rồi. Trời ơi. Má bán gà hả? Má bán gà quá trời. Hello cả nhà, thì ai mà có ăn gà ăn vịt gì đó thì có thể ghé má ủng hộ nha. Đối diện cửa hàng Bách Hóa đó. Ờ đúng rồi dạ, con. Đúng rồi. Cảm ơn con nha. Giờ dạ. Con quét thời trang má con cái nó coi má liền cái tướng của con quá rồi. Gì vậy má? Bây giờ đổ đội con vịt trên đầu được không? Con xin phép. Được. Cú len, cú len. Cú gì ạ? Giờ chị Sư sẽ đi vô cái chỗ để ăn bánh canh. Mà không biết có còn bánh canh hay không. Hello, bây giờ thì Sơn Khai Lai sẽ đi theo Vy Vy nè. Sơn Khai Lai sẽ đến đây có bán đồ ăn rất là nhiều luôn, trái cây. Đó. Đó. Ở ngoài chợ thì bán nhiều thứ lắm mọi người ơi. Nói chung là hôm nay là xui, cái là không có chè ăn, nên là không có chè. Không có chè gì bây giờ ăn cái gì? Gì? Giờ không bán, không có bán gì ăn hết, bây giờ biết bán giờ bán mua gì ăn. Vậy giờ mình là lấy xe đi mình qua kia. Ừ. Qua chợ Hồi Kỷ á. Okay. Okay. Rồi mọi người ơi, Lâm xin kết thúc video tại vì Chế Sương với lại Vivi với Lâm đi mà không có chè. Giờ chị đi qua bên kia Hồi Thị Kỷ để Chế Sương có thể ăn uống để review nha. Đó thì bây giờ xin chào cả nhà nghe. Và chúng ta chút xíu nữa là mình sẽ đi ăn chè. Gặp một nhân vật đó nha mọi người. Đó, gặp một nhân vật đó là rất là xinh đẹp luôn. Đó. Rồi bye bye mọi người nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo.